Hôm nay chúc nhà bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em tiếp tục về được một cái lô mai con, là mai con quấn rễ mà dạng hàng dâm nha cả nhà. Mai dâm tức nghĩa là mai dâm thưa ra đất ha. Nó vẫn là trong cái bịch nhưng mà em dâm thưa ra, em dâm thưa ở dưới đất và dưới cát á, cho nên là cây nó rất là mập nha. Cây nó rất là mập và cái rễ đặc biệt là cái hàng dâm này, cái rễ rất là to. Cả nhà nhìn thấy không? Đó, cái lô này thì gắn rễ lộn xộn. Rồi đây là nổ bí ha. Đây, đó. Rồi bên đây là cái hàng như thế này nha. Rồi lò xo, rồi hắc cúc đó. Nhưng mà đặc biệt là cái rễ của nó rất là bự. Ví dụ như cái cây như thế này là cái rễ như thế này nha. Bởi vì hàng dâm nó rất là mập, nhìn nó cái rễ rất là bự như cả nhà. Lý do là nó ăn dưới đất á. Đây, đó, cái rễ nó rất là đẹp nha. Lô này rễ cực đẹp luôn. Thì em bán với giá là 12.000 một cây nha cả nhà. 12.000 một cây nha. Em ship từ 30 cây. Và không có bao phí vận chuyển nha. Đó, cái lô này rễ nó bự lắm nha cả nhà. Bự lắm, bự luôn á. Lâu lâu mới có hàng dâm nha cả nhà ơi. Hàng mai dâm thì cây rất rễ rất là đẹp, rất là cứng. Đây là nó bó một cục rễ luôn nha. Cái hàng này về trồng là khỏi phải sợ gì luôn. Bởi vì hàng dâm cho nên nó không bao giờ bị chết nha. Rễ lúc nào cũng quấn cuộn cuộn như thế này đây. Đó, và đặc biệt là cái rễ nó rất là cứng nha. Rễ cứng lắm. Như thế này nè. Đó, em thấy nó cuộn cuộn như thế này ha. Đó, thì rễ đây là rễ lộn xộn, bí có, là xo có, rồi cuộn cục cục có ha. Thì lô này nó cao tầm khoảng chắc 4 tấc đi lên á. Nhưng mà cây nó rất là cứng, rất là khỏe nha. Cây rất là mập, thì em bán với giá là 12.000 một cây nha cả nhà. Em ship từ 30 cây nha. Em xin mời cả nhà vào xem, ủng hộ cho vườn mai chất trà bông nha.